Hello, xin chào quý vị. Liên Hương TV xin kính chào quý vị. Hôm nay một buổi trưa, Liên Hương có ghé qua chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Và nhắc đến chợ hoa Hồ Thị Kỷ á, thì một số những món ăn vỉa hè lề đường mà rất là nổi tiếng ở khu vực đó là súp cua Thảo. Hôm nay thì Liên Hương đi một mình và đến đây thì thấy là quán lúc nào cũng trong cái trạng thái là rất là đông khách. Có rất nhiều người mua đem về, cũng có rất nhiều người đặt hàng để delivery mang ship về tận nhà. Và khi mà chúng ta mua về thì chúng ta sẽ bỏ trong cái hộp mũ như thế này. Tại quán thì muốn ăn thì phải đợi. Đây, hai vợ chồng anh này với lại đứa con đây cũng đang đợi phần đem về đó cả nhà. Ở quán á, thì đó cả nhà thấy không, một cái nồi súp to như thế này, rồi ở phía trong là có hai cái thùng súp nữa. Còn đây nè, cái anh này là anh đi giao hàng nhanh đó, luôn trong tình trạng là rất là đông. Lý Hương bóc ngay con số 13 và đợi. Lúc này là anh chủ ảnh cho thêm cái phần súp cua vô. Có điều là đang dùng tay ha cả nhà. Đây có trứng bắc thảo nữa. Nói chung thì quán súp cua cô Thảo ở chợ Hoa Hồ Thị Kỷ á, là một quán mà đã được khá là nhiều những kênh YouTube và giới thiệu, và đây cũng là những cái quán mà rất là nổi tiếng ở chợ Hoa Hồ Thị Kỷ. Thì Lý Hương cũng tranh thủ ha, khi mà có dịp đi qua và thử xem như thế nào. Và đây cũng là lần đầu tiên Lý Hương ăn súp cua Thảo ở đây. Đầy đủ là có hồng vịt cá thảo ống luôn á, rồi anh cứ kêu đập cẩm đây là biết rồi. Dạ, ý em nói cái đem về á. Có lấy hồng vịt không? Không, Rồi vậy ống heo thôi đúng không? heo mà không lấy tiêu, không lấy hành luôn Rồi nha. em bé. Rồi cháy luôn đi em. Của em gì vậy? Có 10.000 một cây rồi. Em bớt cho anh đó luôn nè. Ớt luôn không anh? Em bớt qua cho chú đó luôn nè. Rồi số mấy rồi? Số 9. Ốc heo đúng không mày? Rồi. Em này cho chú à? Không. Không 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 lấy cô tăng anh để lấy số cho em hai đứa, số 19 của em nha, ốc heo của em gái này nè, 78 không được nữa. Hai phần đem về của ai vậy? Hãy nằm hộp nó rồi chưa. Em bé nè, cho cái nó đang rồi em về luôn á, đang ăn cái chồng á. Tô cảm tô ốc là cái vàng. Ăn ngò tiêu đầy đủ em bé luôn quá. Và đây quý vị ơi, chén súp cua của Lý Hương trị giá là 40.000. Tại vì Lý Hương ngồi ở ngay gần nồi súp cua luôn á, nên Lý Hương chỉ quay video thôi. Rồi giờ về nhà tha hồ mà chia sẻ cho cả nhà cảm nhận ha. Súp cua á, thì Lý Hương cũng ăn nhiều rồi. Và đặc biệt súp cua ốc heo á, thì Lý Hương ấn tượng nhất là cái quán của cô Lan nằm ở phố Lương Nhữ Học mà Lý Hương có dịp
ghi hình cho cả nhà. Quán này thì cũng có một kỷ niệm đối với Dinh hài Việt Hương đấy. Nói chung là khi mà ăn súp cua ở đây thì rất là ngon, tô khá là nhiều luôn. Rồi á, cũng có một số những cái quán súp cua như là cũng khá là ấn tượng với lại súp cua ở chợ Tân Định. Hôm nay á, thì Lý Hương đi ăn súp cua của cô Thảo ở chợ Hoa Hồ Địa Kỷ. Thì là nói chung là những cái quán á, mà nằm trong top mà được khá là nhiều những giới trẻ Sài Gòn mà cho lên top á, thì thường là có hương vị rất là riêng. Cái phần nước của cái phần súp cua này á, thì Lý Hương thấy nó hơi vàng vàng ống hơn so với những cái chỗ khác. Thì hôm bữa có coi một cái clip ở trên mạng thì như đó cũng là một cái bí quyết gia truyền gì của nhà cô. Nó trong mà cái dạng trong mà nó hơi ngà ngà màu vàng, cả nhà có thể thấy không? Thì khi mà ăn thì Lý Hương cũng không có tiện để bình luận ngồi ngay chính diện luôn nên rất là khó. Nói chung á, phần cua, những cái quán mà bán mà chạy đông khách thì thường là cái phần hải sản á, thức ăn nó rất là tươi, và đó cũng là một trong những cái mà thu hút đối với là cái thức ăn của Sài Gòn, đặc biệt là những quán bán đông thì hải sản hay là thức ăn rau tất cả đều rất là tươi. Nói chung là tô này khá chất lượng, chỉ có một điểm trừ một chút xíu là nó hơi ít so với Lý Hương đấy. Còn đây là quang cảnh của quán khi mà cả nhà thèm ăn súp cua và muốn thử súp cua cô Thảo thì luôn luôn phải trong tình trạng ngồi chờ như thế này. Có lẽ là chờ đợi một món ăn trong khi mọi người đều chờ đợi, thì khi mà ăn rồi nó cũng sẽ có cảm giác ngon hơn. Có phải đây là một đòn tâm lý không nhỉ? Lý Hương thấy hình như cũng có như vậy đó. Tất cả mọi người đều phải chờ bốc số theo cái phục vụ guideline thôi. Và cả nhà mà muốn ăn thì phải nên đi vào tầm khoảng giờ trưa trưa, khoảng hơn 2 giờ mấy, 3 giờ thì lúc đó súp cua rất là ngon. Và bây giờ thì Lý Hương sẽ tạm end video ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nhé. Hãy xem quang cảnh mọi người chờ đợi, Lý Hương có dịp ghi lại nè. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.